Bây mày đổ nước vào đây, xong đưa tao xem rồi mày đặt bên kia mà luộc. Có hỏi bà chắc chắc thôi. Nói chung là khác biệt là kinh nghiệm. Đừng có quay. Khoai nang luộc. Luộc xong bố quay cũng được mà một cái khoai nang mềm rồi. Ừ. Mấy củ mua ở nào cân à? Luộc khoai. Cách luộc khoai nè. Khoai luộc. Chúng ta luộc khoảng 10-15 phút. Lấy đũa chọc đi. 15 phút lấy đũa chọc. Bao giờ khoai mình xiên được củ khoai là nó chín. Và mình đổ nước, mình đun thêm một chút nữa. Mình đổ đi